Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Mùi tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta luôn gặp được nhiều may mắn, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Những người tuổi Mùi rất ham học hỏi, họ có thể thu thập được thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Và vì thế mà những người này có kiến thức khá sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và thưa quý vị, không chỉ vậy, họ luôn là người mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch này thì họ chính là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, mở kho, ban phát tài lộc và thần Phật độ mạng, hóa giải vận xui cho những quý gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ tuổi Mùi cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho gia chủ tuổi Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị cũng đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các quý gia chủ tuổi Mùi có phần khởi sắc nhiều hơn so với năm 2021 do gặp được quý nhân vượng vận nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi Mùi thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính và hứa hẹn sẽ trở thành một thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng này được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh, buôn bán, tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy vậy tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của những người tuổi Mùi tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước.
các quý gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi từng tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tháng này, người tuổi Mùi sinh năm 1955 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân, phá hoại công lao. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, sự nghiệp của người tuổi Mùi sinh năm 1967 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Mùi sinh năm 1979 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp trong tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý. Người đã có đôi có cặp, ít khi trao đổi trò chuyện với nửa còn lại, nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi sinh năm 1991 nhìn chung là ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam mệnh hay nữ mệnh. Một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ nên ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Người tuổi Mùi sinh năm 2003 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng, trong khi mới bước chân lên ngưỡng cửa đại học, bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần phải chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress và trầm cảm. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày
ngày âm lịch ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào trong cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh. Xin mến chào!